Diên thông tỵ căn, Châu lợi bàn đặc ca. Kinh văn: Châu lợi bàn đặc ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng: Giảng giải. Châu lợi, Sutra, có nghĩa là sinh trên đường, đạo sinh. Phong tục Ấn Độ là sau khi người phụ nữ lấy chồng và sắp sinh, cô ta sẽ trở về nhà mẹ để sinh con. Trong trường hợp Châu Lợi, mẹ ngài đáng ra phải về nhà mẹ 1-2 tháng trước khi sinh, nhưng mà đợi đến giờ phút lâm bồn mới lên đường. Quãng đường từ nhà chồng về nhà mẹ khá dài, chừng 100 hoặc 200 dặm. Vì bà ta đợi cho đến khi chuyển bụng mới đi, nên đi nửa đoạn đường thì bà đã chuyển bụng đau đẻ, và bà ta sinh ngay trên đường, nên Châu Lợi được đặt tên như vậy. Em trai của Châu Lợi là Châu Lợi Bàn Đặc Ca, Sutra Banthaka, cũng được đặt tên theo cách như vậy. Bàn Đặc Ca, Banthaka, có nghĩa là sinh cùng một cách, kế đạo. Trong trường hợp của Bàn Đặc Ca, người mẹ cũng đợi gần ngày mới về nhà mẹ và cũng sinh giữa đường. Đứa bé được đặt tên là Bàn Đặc Ca, em của Châu Lợi. Châu Lợi Bàn Đặc Ca rất là đần độn. Khi mới xuất gia, ban đầu người nào cũng được dạy những bài kệ ngắn để đọc vào lúc sáng sớm. Trước đây tôi có đọc cho quý vị nghe một bài rồi, nay tôi đọc thêm bài khác. Thân ngữ ý, nghiệp bất tác ác, mạc não thế gian chư hữu tình, chánh niệm quán tri dục cảnh không, vô ích chi khổ đương diễn ly. Có nghĩa là người xuất gia cần nhất là phải giữ cho ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh, không được làm não loạn chúng sinh, phải quán chiếu để biết các cảnh của ngũ dục vốn là không, chớ học tập những pháp tu khổ hạnh vô ích của ngoại đạo. Khi Châu Lợi Bàn Đặc Ca cố gắng học bài kệ này, ông được sự trợ giúp của 500 vị La Hán. Nhưng sau 100 ngày, ông không còn nhớ một chữ nào cả. Quá chậm lục, phải không? Ông nhớ được thân ngữ ý nghiệp, nhưng không nhớ nổi bất tác ác. Hoặc là ông nhớ được bất tác ác thì lại quên thân ngữ ý nghiệp. Tôi nghĩ trong quý vị đây không có ai chậm lục như vậy. Khi Châu Lợi thấy em mình được 500 vị A-la-hán hộ trì cho để học bài kệ trong 100 ngày mà vẫn không thuộc được một dòng, ông mới bảo em mình hãy trở về nhà sống đời cư sĩ. Ông bảo hãy về nhà lập gia đình. Ông đưa em mình ra đường, không cho ở trong tịnh xá là một vị tỷ khưu. Châu Lợi Bàn Đặc Ca nghĩ rằng mình muốn thành một vị tỷ khưu như những người kia, có ý nghĩa gì khi trở về nhà? Thế là ông lấy y bát, lui sau giường, chuẩn bị để tự vẫn. Khi ông sắp treo cổ, Đức Phật thị hiện thành thần kê, hỏi ông ta rằng: Ông định làm gì đó? Tôi không muốn sống nữa. Thế sau khi ông chết, ông sẽ làm gì? Tôi không biết. Đừng chết. Thần cây bảo, đừng phí sinh mạng mình. Đó là lý do tại sao ông quá đần độn. Ông hãy cố gắng sửa đổi lỗi lầm của mình trong quá khứ. Khi đã thay đổi, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Thế chuyện nhân quả từ quá khứ khiến cho tôi bị u mê đời này là sao? Bàn Đặc Ca hỏi. Nhớ rằng thần cây là hóa thân của Đức Phật. Khi Bàn Đặc Ca hỏi vấn đề đó, do trở lại nguyên hình và trả lời: Trong một đời trước, ông là một pháp sư tinh thông tam tạng, có 500 đệ tử. Ngày nào họ cũng muốn học với ông, nhưng ông không muốn dạy họ. Ông không muốn giảng kinh thuyết pháp dù họ cầu thỉnh. Họ phải quỳ trước ông 3 ngày 3 đêm mà ông vẫn không nói cho họ một lời. Vì ông không chịu giảng pháp nên ông trở nên đần độn đến mức không nhớ nổi một dòng kệ. Khi nghe như vậy, Bàn Đặc Ca rất xấu hổ.
tại sao mình tệ đến mức như vậy? Điều ấy được gọi là bõn sẻn pháp. Quý vị nên nhớ kỹ điều này. Sau khi quý vị nghe tôi giảng pháp, đến đâu quý vị cũng phải nên giảng giải lại cho mọi người cùng hiểu. Đừng bao giờ nuôi dưỡng thái độ ta sẽ không giảng giải Phật pháp cho các người. Nếu các người hiểu ra, ta sẽ ra sao đây? Đừng có đố kỵ với sự hiểu biết Phật pháp của người khác. Quý vị càng đố kỵ bao nhiêu thì mình càng trở nên kém hiểu biết. Bằng Đạt Ca đã bỏng sẻn pháp nên quả báo là ông bị ngu đần. Nhưng vì ông còn nhiều thiện căn nên ông được sinh vào thời gặp Đức Phật. Đức Phật nói cho Bằng Đạt Ca biết rõ nguyên nhân trong quá khứ rồi. Ngài liền cầm cái chổi lên và hỏi: ông biết cái gì đây không? Thưa, cái chổi. Ông có nhớ được chăng? Thưa, nhớ được. Rồi Đức Phật dạy ông: hãy lặp lại suốt ngày chữ này. Chổi, chổi, chổi. Bằng Đạt Ca lặp đi lặp lại chữ chổi liền dài tuần lễ. Đức Phật bảo ông dừng lại và hỏi: như thế nào, ông có nhớ được chăng? Bằng Đạt Ca trả lời: bạch Thế Tôn, con nhớ được. Được rồi, Như Lai sẽ đổi chữ ấy thành quét sạch, hãy cố gắng học thuộc. Bằng Đạt Ca liền học: quét sạch, quét sạch, quét sạch. Và ông đã dùng cái chổi vô hình đó quét sạch những phiền não nhiễm ô của ông. Điều ông đang làm là quét sạch tính bỏng sẻn pháp của chính mình. Quý vị hãy ghi nhớ điều này. Hãy nhớ những đạo lý tôi đã giảng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm và giảng giải cho nhiều người cùng nghe. Nếu quý vị làm việc đó, trong đời sau quý vị sẽ được trí huệ và thông minh. Nếu quý vị muốn thực hành hạnh pháp thí, quý vị sẽ không bao giờ bị ngu đần. Kinh văn: con không có khả năng trì tụng, không có khiếu đa văn. Khi mới gặp được Phật, nghe pháp xuất gia, con cố nhớ một câu kệ của Như Lai. Nhưng trong 100 ngày, nhớ trước quên sau, nhớ sau quên trước. Giảng giải: Bằng Đạt Ca trình bày lại những điều mình đã trải qua. Con không có khả năng trì tụng, không có khiếu đa văn. A Nan không bao giờ quên điều gì khi đã đọc qua. Ông có khả năng ghi nhớ rất sâu và rất thông minh. Nhưng con, Bằng Đạt Ca, thì quá chậm lục. Khi mới được gặp Phật, nghe pháp xuất gia, dù con đã xuất gia, khi con cố nhớ một câu kệ của Như Lai, dòng kệ đó là thân ngữ ý nghiệp bất tác ác. Nhưng trong 100 ngày, nhớ trước quên sau, nhớ sau quên trước. Con cố gắng nhớ được vài chữ đầu, lại quên mấy chữ sau. Khi con nhớ được mấy chữ sau, lại quên mấy chữ đầu. Thế nên, suốt thời gian dài, con không bao giờ thuộc được dù chỉ một câu kệ. Con thật là đần độn. Bằng Đạt Ca chậm lục là vì trong quá khứ, ông đã từ chối giảng kinh và thuyết pháp cho mọi người. Nay, bất kỳ quý vị ở đâu, cũng nên cố gắng giúp cho mọi người đọc kinh hoặc giảng nói Phật để giáo hóa cho mọi chúng sinh. Quý vị làm việc này như là sứ mệnh của chính mình, đừng có tâm bỏng sẻn pháp. Tôi đã nói chuyện này rồi, nhưng muốn lặp lại. Bằng Đạt Ca phải chịu quả báo đần độn vì ông ta không tu hành bố thí pháp, ông ta bỏng sẻn pháp. Việc giảng kinh thuyết pháp của tôi hiện nay chính là đang bố thí pháp. Tại sao tôi giảng pháp cho quý vị? Vì nếu tôi hiểu Phật pháp mà không chịu giải thích cho quý vị, thì trong đời sau, thậm chí tôi còn không được như Bằng Đạt Ca. Ông ta không nhớ được một dòng kệ trong suốt 100 ngày, còn tôi thì có lẽ không nhớ được một chữ trong suốt cả năm. Đó là lý do tôi không nhận tiền khi giảng pháp. Tôi không mong quý vị hoàn đáp lại cho tôi điều gì cả. Tôi chỉ giảng kinh và thuyết pháp cho quý vị. Tôi không muốn mình bị ngu đần.
Nếu trong quý vị có ai không muốn mình bị ngu đần thì hãy thử nghiệm. Hãy tỏ ra thái độ: tôi thông hiểu Phật Pháp, nhưng không muốn giảng giải cho quý vị. Hãy thử xem, trong đời sau, khi quý vị còn ngu đần hơn cả bàn đặt ca nữa, thì quý vị mới thấy những điều tôi nói là đúng. Quý vị sẽ kết thúc đời mình bằng những gì mình đã trải qua. Từ rất lâu, tôi được nghe một vị Pháp sư dạy rằng, nếu người nào không tu tập hành bố thí Pháp, thì quả báo sẽ chịu ngu si. Tôi không bao giờ quên điều ấy. Việc này nhắc tôi nhớ lại một chuyện dân gian. Thời nọ có một vị quan, có lẽ đến chức đầu tỉnh, là người rất sùng kính kinh Pháp Hoa. Nhưng có điều rất lạ, trong bộ kinh Pháp Hoa gồm 7 quyển, ông ta nhớ rất kỹ 3 quyển rưỡi đầu. Ông ta ghi nhớ ngay khi mình đọc kinh xong. Nhưng 3 quyển rưỡi sau thì ông ta không thể nhớ được điều gì cả, dù ông có đọc nhiều lần đi nữa. Ông không thể nào hiểu nổi sao lại như vậy. Thế nên ông đến hỏi một vị cao tăng của thời ấy, vốn là một vị thiện tri thức, có đạo nhãn và lục thông. Khi vị quan đầu tỉnh đến, lão thiền sư ra tiếp và vị quan trình bày vấn đề. Trong các kinh Phật, kinh Pháp Hoa thu hút tôi nhất. Tôi rất quý kinh này, nhưng tôi chỉ nhớ được 3 quyển rưỡi đầu. Lý do tại sao như vậy? Lão thiền sư đáp: ồ, nay ông muốn biết. Được rồi, nhưng khi tôi nói thì ông đừng sửng sốt hoặc không tin. Thưa, xin dâng, nguyện sẽ tin những lời thầy dạy. Lão thiền sư giải thích: nguyên nhân đời này ông làm quan là do trong đời trước ông đã làm nhiều công đức. Trong quá khứ, ông từng làm thân bò và ông giúp cày ruộng cho chùa. Từ đó, ông đã cúng dường cho Tam Bảo và ông đã có công đức. Nguyên nhân ông chỉ nhớ được 3 quyển rưỡi đầu của kinh Pháp Hoa là như sau. Theo lệ thường, trong chùa phơi kinh vào mỗi ngày mồng 6 tháng 6 trong năm để phòng mối mọt. Vào lúc ấy, ông tiếp xúc được với kinh Pháp Hoa và ông chỉ ngửi được bộ thứ nhất, chưa tới bộ thứ hai. Đó là lý do tại sao ông chỉ thuộc 3 quyển rưỡi đầu cuốn kinh Pháp Hoa trong đời này. Vị quan đảnh lễ lão thiền sư, sau đó ông càng tinh tấn hơn trong việc tham cứu kinh Pháp Hoa. Một con bò ngửi kinh mà được thông minh đến như vậy, trong khi bàn đặt ca từ chối giảng pháp mà trở nên bị ngu si. Nếu quý vị biết so sánh 2 chuyện trên đây và chiêm nghiệm thật sâu, cũng đủ để biết những gì mình sẽ nếm trải. Thực vậy, tôi mong rằng quý vị đừng có thử, vì bị chìm đắm như bàn đặt ca sẽ khổ vô cùng. Mặt khác, chúng ta không nên xem thường bàn đặt ca. Dù ông ta chậm lục, nhưng đã được giác ngộ sau khi niệm mãi chổi và quét sạch trong một thời gian ngắn. Chúng ta có thể thông minh hơn bàn đặt ca, nhưng chúng ta không được giác ngộ nhanh như ông ta. Thế nên về mặt này, chúng ta không được như bàn đặt ca. Kinh văn: Đức Phật thương con ngu muội, dạy con pháp an cư, điều hòa hơi thở ra vào. Con quán sát hơi thở của con đến chỗ rốt ráo, từng chi tiết của các hạnh sinh, trụ, dị, diệt trong từng sát na. Giảng giải: Đức Phật thương con ngu muội. Đức Phật thấy thương xót con vì con chậm lục, nên Ngài dạy cho con đọc chữ chổi và quét sạch, dạy con pháp an cư, điều hòa hơi thở ra vào. Pháp tu này là duy trì hơi thở vào trong khi đếm từ 1 đến 10, rồi duy trì ý thức khi thở ra và đếm từ 1 đến 10. Bất luận dù ai có đần độn đến đâu cũng có thể đếm từ 1 đến 10. Một hơi thở vào và một hơi thở ra được đếm là 1. Con quán sát hơi thở của con đến chỗ rút ráo,
từng chi tiết của các hạnh sinh, trụ, dị, diệt trong từng sát na. Trong một hơi thở, thời điểm mà quý vị bắt đầu thở ra được gọi là sinh, và tiến trình tiếp theo được kể là một hơi thở kế tiếp. Tông Thiên Thai chia việc quán sát này thành 6 giai đoạn, 6 phương pháp quán sát hơi thở. Chúng ta sẽ không đi sâu vào chi tiết việc này ở đây, chỉ nên biết rõ rằng khi bắt đầu thở ra được gọi là sinh, hơi thở tiếp tục được gọi là trụ. Khi hơi thở đến gần dứt gọi là dị, khi hơi thở đến cuối gọi là diệt. Điều này diễn biến trong từng sát na. Trong một niệm tưởng có 90 sát na, trong mỗi sát na có 900 lần sinh diệt. Những chi tiết này mắt thường không thể nào thấy được. Kinh văn: tâm con bỗng nhiên đạt được đại vô ngại, cho đến hết sạch các lậu hoặc, thành A-la-hán. Trước pháp tòa của Phật, con được ấn chứng là bậc vô học. Giảng giải: lúc ấy, con quán sát hơi thở của mình cho đến khi đạt được cảnh giới vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả tướng. Con thở vào, thở ra một cách không cần dụng công, và tâm con được hợp thành một. Con không còn niệm tưởng phân biệt và tâm phan duyên. Mọi niệm tưởng đều dừng bặt. Tâm con bỗng nhiên đạt được đại vô ngại. Ồ, con đã quay trở lại và đến được cội nguồn. Bỗng nhiên ở đây là chỉ cho sự giác ngộ. Giống như cánh cửa gian phòng bỗng dưng bị bật tung ra, không khí trong phòng trở nên tức thời thanh tịnh, chẳng còn không khí ẩm mốc. Quý vị có để ý rằng, dù có nhiều người trong giảng đường này nhưng không vẫn thanh tịnh. Nếu quý vị hỏi tôi tại sao, sẽ rất khó trả lời cho quý vị. Chỉ nói rằng, trong một bồ đề đạo tràng có sự thanh tịnh bất khả tư nghị cho đến cả bầu không khí. Khi quý vị đến nghe giảng pháp, điều cần nhất là phải vô cùng cung kính. Đó là vì chư Phật và Bồ Tát sẽ nói rằng: ông là đồ trứng thối, tại sao ông đến đạo tràng mà lại hành xử như vậy? Mọi người nên kính trọng nhau và khiêm tốn, hòa hợp với nhau. Đừng tự mãn hay tự cao. Đừng nói nghiệp chướng câu như thế này: hãy xem ông đần độn đến mức nào, tôi giỏi hơn ông nhiều. Ngay khi quý vị nghĩ như vậy là mình đã tự làm ngu muội mình đi. Đừng xem thường người khác. Những người trong pháp hội này đều là cha mẹ trong quá khứ của mình và là chư Phật trong tương lai. Nếu quý vị xem thường những người này là chẳng khác gì xem thường Phật. Thế nên khi quý vị tu học Phật Pháp, quý vị nên nhìn mọi người không phân biệt. Trong bồ đề đạo tràng, quý vị phải giữ quy luật. Khi đang nghe kinh, không được đứng dậy và đi lang thang. Đừng ngồi dựa ngửa ra hoặc dựa vào một vật gì khác. Hãy ngồi thật ngay thẳng. Đừng có thái độ lười biếng trễ nải. Thậm chí, dù quý vị là một con trùng lười biếng, cũng không nên làm như vậy. Quý vị nên phát huy chính mình thành một người nghiêm túc. Cũng vậy, đừng ngủ khi nghe giảng kinh. Nếu như vậy, trong tương lai, quý vị sẽ giống như A-na Luật Đà. Đoạn kinh tiếp tục: cho đến hết sạch các lậu hoặc. Sau khi chứng ngộ, A Na Luật Đà dần dần đạt được quả vị vô lậu và thành A La Hán. A Na Luật Đà được chứng quả vị thứ tư của hàng A La Hán. Trước pháp tòa của Phật, con được ấn chứng là bậc vô học. Con luôn luôn theo Phật và ngồi dưới chân Phật để nghe giảng kinh.
Đức Phật đã ứng chứng cho con và nói rằng con cũng đã đạt được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Một người đần độn như vậy mà cũng chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Còn chúng ta thì quá thông minh nhưng chưa chứng được đến sơ quả. Quý vị có thấy hổ thẹn không? Kinh văn. Đức Phật hỏi về Viên Thông như điều chứng được của con, quay hơi thở trở về với tánh không, đó là phương pháp hay nhất. Giảng giải. Đưa hơi thở ra vào, trở về lại, hòa hợp với tính không, trở về lại với thể tính tịch lặng. Đây là phương pháp hay nhất. Tôi đã qua đây, Mỹ Quốc, nhiều năm, nhưng tôi không bao giờ dám nói đến luật lệ. Vì sao? Xứ này tán thành tự do, cha mẹ không kiểm soát con cái họ muốn làm gì thì làm. Sau khi tôi đến Mỹ Quốc, tôi có nhận đệ tử, nhưng tôi cũng vậy, không kiểm soát họ. Tôi để họ muốn làm gì mặc tình, họ muốn đi đâu tùy ý. Họ có thể làm việc theo ý riêng của họ, họ rất độc lập. Nhưng trong hội giảng kinh, tôi để ý thấy rằng có người rất tùy tiện trên mức bình thường cho phép. Đó gọi là bất y quy củ, bất thành phương viên. Trong tiếng Hán, chữ phương viên đi với nhau tạo thành từ kép, có nghĩa là quy củ. Nếu quý vị không dùng quy thì không thể nào có được vòng tròn. Nếu không dùng củ thì hình vuông mà quý vị vẽ nên sẽ thành hình chữ nhật hoặc hình tam giác. Vậy nên, hôm nay trong Pháp hội giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôi yêu cầu quý vị đừng lười biếng. Hãy lắng nghe kinh với tâm cung kính, như thể Đức Phật đang giảng Pháp cho quý vị nghe. Quý vị đừng nên nghĩ rằng Pháp sư này giảng Pháp bằng cách kể chuyện tiêu lâm như là đang dụ con nít. Nếu quý vị có thể tìm hiểu được ý nghĩa những điều tôi vừa nói, quý vị có thể được giác ngộ, chứng được quả vị ngay tức khắc. Tất cả mọi điều cần làm là chân chính quyết tâm tìm cầu Phật Pháp, và điều ấy sẽ xảy ra. Nếu quý vị thành tâm khi nghe giảng chương 25 Pháp Tu Viên Thông này, quý vị có thể được giác ngộ ngay liền. Là vì 25 bậc thánh này đã phát nguyện rằng họ sẽ hộ trì cho bất kỳ người nào tu tập theo phương pháp của họ cho đến khi được giác ngộ. Cho nên, quý vị hãy chú tâm tham cứu vào ý nghĩa của kinh.